Thưa quý vị, tuần vừa qua là một tuần vô cùng sôi động với các tín đồ công nghệ khi mà Galaxy S22 series vừa cho ra mắt, đặc biệt là Galaxy S22 Ultra là sự kết hợp giữa dòng S và dòng Note, có thể nói là gói gọn tất cả những kỳ vọng của người dùng. Và đây cũng là nhân vật chính của chuyên mục Cà phê trải nghiệm ngày hôm nay của chúng ta. S22 và S22 Plus là nó được làm đều hơn, được làm chỉnh chu hơn. S22 và S22 Plus là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Nó rất mạnh, rất đẹp và nó nhỏ gọn. Đây là chiếc điện thoại có mức giá hấp dẫn nhất trong dòng S22 series đợt này mà bên nhà Samsung ra mắt. Và năm nay, Úc S Pen sẽ cực kỳ thần thánh khi đi kèm với những cái tác vụ sử dụng không cần phải chạm vào màn hình. Đặc biệt nhất đó chính là độ trễ của nó thì đã được tối giản đi một cách cực kỳ kinh khủng. Thưa quý vị, hiện tại thì Yến Nhi đang có mặt tại sự kiện ra mắt Galaxy S22 Series và đây được cho là chuỗi những sản phẩm tân binh đáng được kỳ vọng bởi nó được sự kết hợp giữa dòng S và dòng Note, gồm tất cả những mong muốn của các tín đồ công nghệ vào một chiếc sản phẩm. Và ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng theo chân Yến Nhi dạo quanh một vòng sự kiện này nhé. Sự kiện ra mắt chính thức dòng smartphone cao cấp đầu tiên của Samsung trong năm 2022 tại Việt Nam, Galaxy S22 series đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và tham dự đến từ những cái tên nổi tiếng trong làng giải trí và giới công nghệ. Mang thiết kế sang trọng theo phong cách tối giản, sự nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình với chip Snapdragon 8 Gen 1 trên tiến trình 4 nanomet, đặc biệt là sự xuất hiện của chiếc bút S Pen đặc trưng của dòng Note trước đây đã khiến Galaxy S22 series càng trở nên ấn tượng, chiều lòng được nhiều người dùng khó tính, được dự đoán sẽ tạo nên một xu hướng mới trong thời gian tới và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm đối thủ trong cùng phân khúc. Được biết, bộ ba Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra sẽ chính thức được mở bán tại Việt Nam vào ngày 4 tháng 3 sắp tới với giá bán khởi điểm là 21.990.000 đồng cho Galaxy S22, 25.990.000 đồng cho Galaxy S22 Plus và 30.990.000 đồng cho Galaxy S22 Ultra. Đây có thể xem là một mức giá phù hợp với những gì mà sản phẩm mang lại, giúp người dùng có thể trải nghiệm những hiệu năng cao cấp với một giá thành hợp lý. Bên cạnh bộ sản phẩm chính, Samsung cũng giới thiệu đến người dùng Việt Galaxy Tab S8 Series với trải nghiệm màn hình cực đại Super AMOLED 14.6 inch 120Hz, viên pin lên đến 11.200 mAh và trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ. Bộ sản phẩm sẽ được bán với mức giá lần lượt là 20.990.000 đồng cho Galaxy Tab S8, 25.990.000 đồng cho Galaxy Tab S8 Plus và 30.990.000 đồng cho Galaxy Tab S8 Ultra. Phương rất là hào hứng bởi vì lâu rồi mới có dịp trở lại với một sự kiện ra mắt sản phẩm mới mà nhiều năng lượng, nhiều cái sự sáng tạo và trong cái không gian rất là nghệ thuật như thế này. Phương cũng là một fan hâm mộ của các sản phẩm của Samsung từ lâu và Phương nghĩ là với vai trò của một người nghệ sĩ thì rất là cần một trợ thủ đắc lực để có thể hỗ trợ mình trong cái công cuộc là không chỉ là giao tiếp với mọi người, đó là cái điều rất là cơ bản. Nhưng bên cạnh đó mình có một người bạn có thể hỗ trợ mình trong cái việc là lưu giữ là những khoảnh khắc của sự sáng tạo nè, của những cái chất liệu nè. Phương cảm thấy đến với đêm nay thì giống như là Phương đang đến hội ngộ với người bạn trợ thủ vô cùng đắc lực của Phương, đó chính là chiếc điện thoại S22 Samsung. Thực sự là cảm xúc khá là hào hứng khi mà Samsung đã tổ chức một sự kiện lớn như thế này để ra mắt dòng Galaxy S22 tại Việt Nam. Có thể thấy là một cái không gian rất là rộng rãi và rất là nhiều cái khu trưng bày. Theo mình đoán thì có thể là đây để chúng ta có thể trải nghiệm được những cái tính năng camera của Galaxy S22. Hứa hẹn là những cái tính năng camera trên Galaxy S22 sẽ để lại ấn tượng lớn đến người dùng. The launch of our new Galaxy S22 marks many new milestones for our smartphone industry. Note users' favorite S Pen right now comes built into our S22 Ultra. It is the fastest and most responsive pen that we've ever built to truly give consumers a unique mobile experience. Our S22 also comes with our very latest 4-nanometer processor that gives unrivaled performance, be it whether you're working, streaming, or gaming. And of course, with its pro-grade cameras, it allows consumers to take photos, videos in any lighting conditions, be it day or night. And with the 45 watts fast charging, I believe our Galaxy S22 is indeed the best smartphone right now in the market.